Con sẽ không bao giờ đọc nếu mẹ cứ mẹ cứ để cái điện thoại để cho con mượn cái điện thoại hả? Mẹ sẽ để... Con đọc đi. Trương Sơn, đây là điện thoại của mẹ. Oh. It's my phone. Đau quá, chẳng để sao chú em nó đau. Mẹ ơi, mẹ nhìn đi về đây. Chẳng để sao chú em nó đau. Chắc nó bị va à. Con chẳng có chẳng bị va. Chắc là dép nó chật quá rồi. Không quay phim, có đẹp trai biết bình luận. Đẹp trai như ai? Mẹ không được đắm lên. Không. Mẹ lúc nào cũng bảo rằng chỉ xích bố rằng chưa hỏi xin phép con. Bây giờ cũng chưa hỏi xin phép con ấy. Mẹ không được đắm. Hết xong, xong vấn đề, mẹ quay xong mẹ phải xóa ra. Mẹ cấm được đăng mấy cái video đấy, tự nhiên mẹ đăng. Con đẹp trai mới bình luận. Ai bảo con đẹp trai? Au, bà ba. Thôi, lạc đề đẹp mất trai rồi. Thì cũng là học giỏi chứ. Em ôm quá. Có lẽ có một cái dép mới á. Tự bỏ tiền ra mua. Kệ xấu thật. Thế thì biết bao giờ mới đủ một cái dép đây. Dép bao nhiêu tiền mẹ? 100.000. Mẹ bỏ tiền ra mua ấy. Ai đi nhỉ? Có đi chứ là ai nữa. Sao mẹ hỏi mẹ? Thế thì ai đi thì bỏ tiền ra chứ. Lạc đề quá rồi mẹ ơi. Bố ơi. Thôi, đang ngủ. Đang ngủ dậy. Anh béo phải kể thôi. Đúng. Bắt đầu tả về cái cặp. Mẹ bỏ điện thoại ra cái chỗ này đã. Nếu không con sẽ không bao giờ tả. Mà không bao giờ tả thì con chỉ có thể điểm kém thôi. Mẹ ôi dỗi thật á à?